Cô xin chào tất cả các con yêu quý. Hôm nay cô con mình cùng đến với hoạt động tạo hình đề tài vẽ con cá. Cô có một câu đố rất hay muốn đố chúng mình để xem bạn nào thông minh có thể giải được câu đố của cô nhé. Câu đố: tung tăng dưới nước trong veo, bị người ta đánh mới theo lên bờ. Đố các con biết là con gì? À đúng rồi đấy, đó chính là bạn cá đó các con ạ. Muốn biết rõ hơn về cá, cô mời các con cùng xem một đoạn video về những bạn cá nhé. Vừa được xem về thế giới loài cá. Chúng mình có biết cá sống ở đâu không? À, cá sống ở dưới nước đấy. Vậy cá có những bộ phận nào nhỉ? Cá gồm có 3 bộ phận là phần đầu, phần thân và phần đuôi đấy các con ạ. Trong phần đầu sẽ có mắt và miệng cá. Trên thân cá thì có vảy và vây cá. Cá rất có ích. Cá để làm cảnh. Cá còn cung cấp thịt cho chúng ta làm thực phẩm. Thịt cá rất ngon và bổ. Các con nên ăn nhiều cá để thông minh khỏe mạnh nhé. Cá thật có ích và đáng yêu phải không? Chúng mình phải giữ gìn môi trường, không được vứt rác bừa bãi xuống sông suối, ao hồ. Các con có đồng ý với cô không nào? Bây giờ, cô sẽ cho các con xem thêm một số bức tranh về cá. Chúng mình cùng quan sát nhé! Các con thấy các bức tranh có đẹp không? Và hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con vẽ bức tranh con cá. Để vẽ được bức tranh thật đẹp, chúng mình cùng nhìn lên cô làm mẫu nhé! Đầu tiên, cô vẽ 2 mét cong dài để làm thân và đầu cá. Tiếp đến, cô vẽ 1 nét cong ngắn trong thân cá để chia làm phần đầu. Cô vẽ 1 hình tròn nhỏ làm mắt cá. Phần đuôi cá, cô vẽ 1 hình tam giác. Một nét hơi cong ngắn làm miệng cá. Phía trên thân cá, cô vẽ những nét nối hơi xiên và nét ngang. Còn ở phía dưới, cô vẽ nét cong tròn nhỏ để làm vây cá đấy các con ạ. Ngoài ra, cô vẽ những nét cong tròn nối tiếp trên thân cá để làm vảy. Thank you.
cô vẽ thêm những hình tròn nhỏ để làm bong bóng cho cá. Để cho bức tranh thêm sinh động hơn, cô sẽ vẽ thêm rong biển. Muốn bức tranh thêm đẹp hơn, chúng mình cần làm gì nữa? À, chúng mình phải tô màu cho bức tranh phải không các con? Các con hãy tô màu nào mà các con yêu thích nhé. Còn cô sẽ tô thân con cá màu đỏ. Lưu ý khi tô, chúng mình tô cẩn thận, khéo léo để không làm trơm màu ra ngoài. Vây và đuôi cá, cô tô màu hồng nhạt. Thank you.
mắt cá, cô sẽ tô màu đen. Còn phần đầu của cá, cô sẽ tô màu xám. Cô dùng màu xanh lá cây để tô rong biển. Vì cá sống ở dưới nước nên cô sẽ dùng màu xanh nước biển vẽ tạo những đường uốn lượn thành sóng nước đấy các con ạ. Vậy là cô đã vẽ được bức tranh con cá của cô. Chúng mình hãy cùng lấy giấy và bút màu ra để vẽ con cá thật đẹp nào. Cô chúc các con vẽ được bức tranh con cá thật đẹp. Và hãy chia sẻ bức tranh với cô bằng cách nhờ bố mẹ chụp ảnh và gửi vào nhóm lớp. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau.